quý vị, theo quan niệm dân gian, trong lễ cúng ông công ông táo không thể thiếu cá chép. Loài vật này sẽ hóa rồng, đưa ông táo về trời và đem lại thành công, thịnh vượng cho gia chủ. Ngày nay, nhiều người cho rằng việc thả cá chép tại một số nơi đã bị biến tướng, không còn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống và ý nghĩa nhân văn của phong tục này nữa. Trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, biên tập viên Tú Quyên đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Long, trưởng bộ môn văn hóa Việt Nam, khoa văn hóa học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để cùng lắng nghe những nhận định của tiến sĩ về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào tiến sĩ Trần Long, cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa ông, thì sắp tới ngày ông công táo 23 tháng Chạp, thì theo quan niệm xưa thì cứ vào tới ngày này thì ông công ông táo sẽ cưỡi cá chép về trời để trình báo cho Ngọc Hoàng những điều tốt, điều xấu ở của gia chủ ở dương gian. Thì đó là lý do mà mỗi gia đình đều đến ngày này đều cúng cá chép để tiễn ông táo về trời. Vậy thì ông có thể lý giải rõ hơn về cái ý nghĩa của việc này không ạ? Cái tục mà cúng cá chép mà nói cho đúng là người ta mua cá chép về rồi người ta thả, để mà hiểu rõ cái ngọn nguồn của nó đó, thì thật ra những cái tục tập tục này đó thì nó bản thân nó là cái sản phẩm của dân gian, cho nên là mỗi vùng miền khi mà người ta thực hiện cái tập tục này đó, thì dĩ nhiên ngoài cái chung người ta có những cái suy nghĩ riêng của mỗi vùng miền và như vậy thì không thể khuôn định trong một cái ý nghĩa mà cụ thể nào được hết. Nhưng mà có một cái số nét chung trong cái văn hóa của cái phương Đông của chúng ta nói chung đó, và của Việt Nam chúng ta nói riêng đó, thì vì sao thả con cá chép? Vậy mà có người ta hỏi là tại sao lại đi lên trời mà không cưỡi rồng mà cưỡi cá chép? Cá chép là một sinh vật mà nó di chuyển ở dưới nước. Thì ở đây chúng ta không thể nhìn ở cái góc độ di chuyển thực tế của nó, mà chúng ta nhìn ở cái ý nghĩa của hình tượng. Trong cái câu chuyện về liên quan đến cái con cá chép thì có cái truyền tích về cá chép vượt Vũ Môn. Và cái những cái sĩ tử ngày xưa mà đi thi đó thì cũng giống như là con cá chép nó vượt Vũ Môn như vậy. Có nghĩa là từ khi mà nó muốn trở thành một cái con rồng thì nó sẽ có tới 3 giai đoạn. Và cứ mỗi giai đoạn như vậy thì nó bắt đầu nó thay đổi. Sự thay đổi đầu tiên là thay đổi cái đầu. Đó là cái vượt cái cấp thác thứ nhất. Cấp thác thứ hai thì nó thay đổi được cái mình nữa. Thì thành là coi như là 2/3. Và cái thác thứ ba là cái thác đó người ta nói là mưa gió kèm theo cái nước nó đổ rất dữ dội, và cái thác thứ ba đó mà qua được thì cá chép nó trở thành con rồng. Như vậy thì cái hình tượng con cá chép này và cái việc cá chép hóa rồng đó, và tại sao lại cưỡi cá chép, thì ở đó, trong đó người ta đã gửi gắm một cái ước vọng trong đó rồi. Ta gửi gắm ở trong đó những cái suy nghĩ trong cái cuộc sống nhân sinh ra. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta không phải dễ dàng, nhất là điều kiện sống trong thời kỳ nông nghiệp và trong thời kỳ phong kiến nữa. Thì chúng ta biết là cái hình thái kinh tế của thời kỳ phong kiến nó cũng không có tiến bộ gì. Nếu nói lạc hậu thì về sau này thì nó cũng có một số tiến bộ thôi. Cho nên về tư liệu sản xuất, về phương thức sản xuất, khó có thể đem đến cho con người một cuộc sống hạnh phúc, một sự mưu cầu về cái đầy đủ được. Và cái hình tượng con cá chép được đưa vào để đi lên thiên đình, như họ gợi gắm như là một cái ước nguyện, muốn có được một cuộc sống, mong muốn có một cái sự thay đổi trong cuộc sống. Và như vậy con cá chép, từ hình tượng của cá chép vượt Vũ Môn đó, thì con cá chép được ông công ông táo cưỡi lên trên để mà chào Ngọc Hoàng Thượng Đế. Một cái điều quan trọng nữa thì chúng ta cần biết rằng giữa cá chép và rồng thì rồng là nó biểu hiện cho uy quyền, còn cá chép vốn là một cái sinh vật sống ở cái dưới nước bình thường thôi. Nếu nó đại diện cho số đông nhân dân thì cũng đúng thôi. Đó. Vì vậy cho nên là để mà cưỡi con rồng thì không được, bởi vì con rồng là của uy quyền, mà cưỡi con cá chép
Và con cá chép đó là một cái quá trình, ở trong đó người ta đã xây dựng hình tượng là sự cố gắng, sự vượt mình để rồi thoát khỏi cái lốt cá chép, trở thành cái con rồng. Thì ý nghĩa đầu tiên của cái việc mà cởi cá chép là như vậy. Vấn đề nữa là khi mà cởi con cá chép như vậy á, thì chúng ta cũng nên suy nghĩ thêm là cái phương tiện di chuyển này không phải chỉ là một cái phương tiện mà chúng ta nghĩ, bởi vì nó được hình tượng hóa rồi, được cách điều hóa rồi, thậm chí là được thần kỳ hóa nữa. Thì dứt khoát trong cái hình tượng con cá chép này, rõ ràng nó sẽ gói gắm được tất cả những cái tư tưởng, những mong muốn, những ước nguyện của cái người dân, của những cái người bình dân ngày xưa. Họ mong muốn có được một cái sự thay đổi, một cái sự chuyển đổi, mà không phải là chỉ trong cuộc sống mưu sinh thôi, mà cả trong cái vấn đề đi lại nữa. Đó. Đây là một cái điểm thứ nhất. Thì điểm thứ hai nữa là chúng ta lưu ý cái hiện tượng mà ông Công tạo lên chầu Ngọc Hoàng. Thì báo cáo những cái gì? Thì dĩ nhiên thì xưa nay người ta nói nhiều rồi, ông sẽ báo cáo tất cả những cái việc xảy ra trong gia đình của cái chủ hồ đó đó. Thì ở đây ở một cái góc nhìn khác, chúng ta sẽ thấy có cái mới chỗ này này, là Ngọc Hoàng Thượng Đế tuy trong chế độ phong kiến người ta nói rằng là quyền lực là thống trị, là độc đoán, nhưng mà trong cái lý thuyết của phong kiến thì chúng ta vẫn thấy là vua là con của trời, vua là thiên tử và chăm lo cái đời sống của dân. Và như vậy thì Ngọc Hoàng cũng có trách nhiệm quản lý cả vua và biết dân tình. Vì vậy cho nên hàng năm như vậy thì phải yêu cầu ông Táo lên báo cáo cái đời sống thường nhật của những người dân. Nhưng mà tại sao không báo cáo những vấn đề to tát khác mà báo cáo bắt đầu từ chuyện bếp núc? Vậy là cái đời sống của con người nó có nhiều mặt, nhưng thực tế nhất, tế nhị nhất là ở trong cái bếp đó. Đời sống của người dân có no đủ hay không? Đời sống của người dân có đủ sức khỏe hay không? Người dân có đủ cuộc sống, nền tảng hạnh phúc hay không? Chính là trong cái bếp. Vì vậy cho nên Ngọc Hoàng cần biết những cái đó. Chứ không phải Ngọc Hoàng dựa vào đó để mà trừng phạt, hay là Ngọc Hoàng dựa vào đó để mà có những cái thưởng phạt như nhiều người nghĩ. Nhưng đấy là cái sự quan tâm, đấy là cái điểm tiến bộ, điểm tích cực, điểm nhân văn, mà chưa hẳn là của chế độ phong kiến, mà đây là ước vọng của những người dân muốn Ngọc Hoàng nghe được tiếng nói của ông Táo. Ông Táo phản ánh cái đời sống thực của những người lao động. Thưa ông, thì dường như gần đây thì cái việc cúng ông Táo đã bị biến tướng, khi có một số gia đình là cúng cá chép, sau đó thì đem chiên ăn luôn chứ không đem thả. Và một số gia đình khác thì lại chiên cá trước, sau đó rồi cúng. Có thể là họ quan niệm rằng là ông Táo không còn đi cá chép như ngày xưa nữa, mà bây giờ đã đổi sang là đi ô tô hay là đi xe máy chẳng hạn. Thì ông nghĩ sao về điều này ạ? Cái xu hướng này nó cũng nằm trong cái tình hình chung, đó là cái tín ngưỡng nó dần dần nó phai nhạt trong đời sống tinh thần của người dân, nhất là người dân ở đô thị. Nhiều người nhìn ở góc độ khác thì con người trở nên thực dụng hơn. Nhưng mà theo tôi nghĩ là trước hết là cái nhận thức, cái tập tục của ông Táo, cái ý nghĩa nhân văn của nó, ý nghĩa nhân sinh của nó. Khi người ta biết được cái đó rồi thì người ta sẽ không làm như vậy. Thứ hai nữa là bên cạnh những vấn đề về cái nhân sinh, về đời sống xã hội đó, thì cái việc thả cá chép nó còn mang một cái ý nghĩa nhân đạo nữa. Nó có mang một cái ý nghĩa khác về vấn đề về sinh thái môi trường nữa. Trong cái xu hướng của con người thì người ta có cái thói quen là chiếm đoạt tự nhiên, chỉ sử dụng tự nhiên thôi, chứ không có bồi đắp lại cho tự nhiên. Và như vậy nó không bền vững. Vì vậy cho nên việc thả cá chép đó, thì nó vừa có ý nghĩa của cái bảo vệ môi trường nữa, nó giúp cho môi trường sinh thái chúng ta nó cân bằng hơn. Gọi là biến tướng thì thật ra không phải là biến tướng đâu, mà cái đây là do xuất phát người ta không nhận thức được
người ta không hiểu rõ được cái giá trị của cái tập tục này. À, thưa ông, vào ngày 23 tháng Chạp, nếu chúng ta ra những nơi mà có sông suối, hồ ao thì dễ dàng bắt gặp cảnh tượng là những một số người dân thả cá chép xuống thì bên dưới đã có những thương lái vớt những con cá chép đó lên và đem bán lại vào ngày hôm sau. Thì điều này có thấy rằng cái việc thả cá chép dường như đã bị thương mại hóa và bị biến tướng. Vậy thì về góc độ văn hóa, ông nghĩ sao về điều này? Là khi mà cái khoa học chúng ta đó phát triển rồi thì người ta xem như là người ta gọi là cái thằng giải thiên. Bởi vì tín ngưỡng thì bao giờ nó cũng bao trùm lên đó cái tính thiêng. Và bên cạnh những cái tập tục đó thì người ta nghĩ rằng luôn luôn có một cái thế lực siêu hình, vô hình vẫn có giao tiếp với chúng ta, vẫn theo dõi chúng ta và người ta vẫn sợ. Thì đấy là vì sao là ngày xưa thả cá chép xuống thì người ta không bắt cá chép lại. Do sự phát triển khoa học công nghệ đó thì người ta đã hiểu và người ta nhận thức được rằng là vấn đề thần linh là vấn đề của con người tạo ra thôi. Và như vậy người ta không có sợ nữa. Và khi người ta không sợ nữa, không sợ một cái thiên nữa, sợ lực lượng vô hình nữa thì cái vấn đề về nhân quả từ cái cõi thiên đem lại họ cũng không sợ. Cho nên họ sẵn sàng bắt. Một lý do thứ hai nữa là cái tư tưởng hãm lợi. Có nhiều người là họ hãm lợi, họ xem đến cái dịp này xem như một cái dịp làm ăn của họ. Thì cái việc này, cái hành vi này thật sự là đáng lên án. Và cái này rõ ràng là không phải là vấn đề mưu sinh nữa, bởi vì chỉ có những cái dịp đặc biệt thì mới có thể có những cái điều kiện để cho họ là bắt những con cá này để họ bán lại. Và cái này xét về hai mặt, thứ nhất về phong tục thì chính họ đã làm phá vỡ một cái phong tục truyền thống. Thứ hai nữa là về cái mặt mà xã hội á, thì nó sẽ là gây những cái hiện tượng bất thường về mặt tâm lý cũng như về mặt kinh tế trong xã hội. Và nó sẽ tạo ra những cái dư luận không có tốt trong xã hội. À, thưa ông, thì nhân việc ông nói về việc phóng sinh chim thì tôi cũng xin muốn hỏi là dạo gần đây cũng có một số người vào ngày 23 tháng Chạp lại phóng sinh chim đi, thì điều này có làm sai lệch về ý nghĩa văn hóa không ạ? Nếu mà thả chim thì rõ ràng là một vấn đề phóng sinh, bởi vì con người không thích bị tù túng, bởi vì những loài sinh vật đó vốn là nó tự do, và như vậy thì khát vọng tự do và muốn mong muốn cho con người được tự do. Và thứ hai nữa là muốn thể hiện một cái lòng từ bi nào đó thì người ta thả chim. Thì còn ở cái tục mà thả cá chép đó thì nó không hẳn là như vậy. Bởi vì khi mà thả cá chép thì nó là một cái cá chép được xem như là một cái phương tiện để cho ông Táo lên chầu trời. Mặc dù là cái ông chàng Táo lên cầu chầu trời thì không thể cởi cũng có chép cụ thể được, nhưng mà đây là cái sự thể hiện giữa cái hình tượng và cái hiện thực. Cái hiện thực con cá chép đó xem như là một cái nền tảng để người ta cấu thành cái con cá chép mà ông cởi về trời. Cái suy nghĩ thả cá chép đó như là một cái ý nghĩ sẽ là tạo điều kiện để cho ông cá chả, ông công ông Táo đó ông về trời thuận lợi. Chúng ta thấy là khi mà thả chim thì thường xuất hiện ở cái chùa, ở các cái chùa, và như vậy thì ngoài cái khát vọng tự do, thể hiện cái ước muốn tự do rồi thì trong đó nó thể hiện cái lòng từ bi nữa. Còn ở trong cái tục thả ông thả cá chép đó thì nó là một cái tín ngưỡng chứ không phải là tôn giáo. Và cái niềm tin này là nó gắn liền với cái hoạt động ông Táo lên chầu trời và cần có phương tiện. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, thời lượng chuyên mục nhận định đã hết. Tiếp theo chương trình mời quý vị đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc.